và chia Ừ. tay. Như vậy là em đã chia tay mấy năm rồi? Chia tay tính ra tới bây giờ em độc thân tới bây giờ chắc sáng 6-7 năm. Sáu bảy năm rồi luôn. Dạ bây giờ lại 37 tuổi. Dạ Yên tâm, bữa nay có thầy giáo bên đây lo. Thầy giáo có mấy mối tình rồi? Đối với em thì tình yêu đôi lứa thì em chưa có. Em chỉ yêu đơn phương thôi. Trời ơi sao kỳ vậy? Có lẽ người ta không hiểu tính cách nghệ sĩ như thế nào, thời gian và cơ hội gặp cũng không không có. Chào em. Dạ, chào chị. Chưa Còn ở bao giờ đây nắm tay là cô gái nào đúng không? có nắm tay nhưng mà Có chưa bước đến cuối con đường. hôn chưa? Hôn má hôn Má trán. thôi. Vậy là cũng được rồi, cũng có hôn Vậy rồi. thì em mong muốn em sẽ gặp một nửa của em với một cái tưởng tượng như thế nào? Dạ, em muốn một người phụ nữ dung hòa, biết chia sẻ và sống tình cảm. Ngoại hình thì da trắng, cao, cao 1m60. Da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun. Có không? Mình cao mét nhiêu nè? Dạ có 58 thôi. Thôi hai phân Không nhầm phải làm nhò sao, gì. đi giày Hai thôi. phân ta đi giày 7 Ừ. phân. Da trắng là có trắng, trắng lắm em ơi. Đó. Rồi, em không thích điều gì ở phụ nữ? Em không thích là phụ nữ cứ cằn nhằn những việc nhỏ nhặt với lại nóng tính. Cái nóng tính thì có thể có hay không, nhưng cằn nhằn đó em có không muốn cũng không được đâu em. Muôn đời luôn đó, coi như là đó là bản ngã và bản năng muôn đời của chị em phụ nữ chúng tôi. Tính cách rồi. Dạ Chào em chào Quyền gái. Linh. Ừ. Bây giờ Lời đầu tiên cho Lê Trúc gửi lời chào trân trọng đến anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, Chào bạn nữ em. bên kia rào và tất cả quý vị khán giả ạ. Em tên đầy đủ là Lê Thanh Trúc, quê quán của em là Trà Vinh, sinh sống là làm việc tại Trà Vinh luôn ạ. Trà Vinh em làm gì Trúc? Dạ em là giáo viên, rồi em kinh doanh và thỉnh thoảng em làm nghệ thuật nữa anh Quyền Linh. À, Em Dạ làm MC đúng không? Dạ em đi hát và sáng tác nhạc. Trời ơi giỏi vậy ta. Dạ Thầy vừa giáo là nãy. dạy về về gì? Dạ em dạy tiếng Anh. Tiếng Anh hả? Dạ. Ok. Rồi mời bên nhà gái. Dạ em xin chào chị Hồng Vân. Em xin chào anh Quyền Linh. Rồi chào em gái. Dạ em tên là Nguyễn Thị Truyền, năm nay em 37 tuổi, em đến từ Bến Tre, hiện em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm nhân viên văn phòng cho công ty chuyên về lĩnh vực y tế ạ. À. Là em ở Dạ huyện nào? dạ em ở huyện Dòng Trơm á. Thật sự nói Bến Tre đi qua Trà Vinh thì chỉ cách cây cầu thôi, cũng không khó gì lắm đúng không Trúc? Dạ dạ mà em làm ở quận mấy? dạ em làm ở quận 7 luôn. Mỗi bao lâu thì em về quê một lần? Dạ thường mỗi tháng thì em về thăm ba Trời mẹ một ơi, lần. vậy là Dạ đây cũng Trà Vinh bước qua có mấy bước, vậy là có điều kiện thuận lợi rồi. Em dạ sáng tác dòng nhạc gì? dạ em sáng tác nhạc bolero dân ca. Bây giờ hát bài cho nó nghe sung sung với coi. Dạ em xin gửi tặng đến chương trình bài hát về mẹ mang tựa đề Việt Con. Biết bao năm rồi mẹ tôi một thân một mình, tháng năm hao gầy vì lo cho đàn con thơ. Qua bao phong ba mẹ luôn che chở cho con, mẹ luôn thương yêu nuôi nấng chúng con nên Hay người. quá. Trời ơi. Bài này là Trúc sáng tác luôn hả? Dạ em sáng tác. Trời ơi, thầy giáo sáng tác nữa ha. Dạ. Em có Thầy những cái giáo ưu tiếng điểm gì? Anh đó. Dạ ưu điểm của em á Ừ. là người giàu cảm xúc, sống tình cảm nên dễ chia sẻ và giúp đỡ người khác. Có khuyết điểm gì không? Dạ khuyết điểm của em là hơi lười biếng với lại ưa trễ giờ. Từ bây giờ cũng mệt lắm mà. Còn em thì sao? Khuyết điểm của em á thì chắc là rụt rè, nhút nhát, ngại nói trước đám đông, cũng hay mất ước. Ưu điểm của em á thì là người đam mê chỉ lo công việc, rồi biết quan tâm gia đình, cũng hay có tính thương người rồi. Hay là khuyết điểm là mất ước á, phải không? Dạ. Dạ em cũng bích ước luôn. Vậy Em cũng hả? bích Trúc ước bích luôn. ước luôn. Chắc Dạ. tiếng Anh ngập lụp hết. À, còn tình trường của em sao? Em có mấy mối tình rồi?
Em có hai mối tình. Mối tình đầu tiên. Mối tình đầu tiên. Dạ, mối tình đầu tiên á thì thời cấp 3. Cũng kéo dài được 3 năm, sau khi đó tụi em học mỗi người một nơi á, rồi tình cảm nó cũng phai dần tại vì cái tuổi mới lớn là giống như yêu xa đó. Dạ, rồi. Yêu xa. Mối tình thứ hai thì sau khi em đi làm là em quen cũng kéo dài được 2 năm. Cái tuổi đó thì giống như em cũng chỉ lo làm, anh đó cũng lo làm thôi. Tụi em ít có quan tâm chia sẻ tâm sự chị nên không có hiểu nhau rồi. Sau hơn 2 năm anh đó nói là tụi em không có hợp nhau và chia tay. Như vậy là em đã chia tay mấy năm rồi? Chia tay tính ra tới bây giờ em độc thân tới bây giờ chắc sáng 6-7 năm. 6-7 năm rồi luôn? Dạ, bây giờ là em 37 tuổi. Dạ. Yên tâm, bữa nay có thầy giáo bên đây lo. Thầy giáo có mấy mối tình rồi? Đối với em thì tình yêu đôi lứa thì em chưa có. Em chỉ yêu đơn phương thôi. Trời ơi, sao kỳ vậy? Có lẽ người ta không hiểu tính cách nghệ sĩ như thế nào, thời gian và cơ hội gặp cũng không có. Chào em. Dạ, chào chị. Chưa bao giờ nắm tay cô gái nào đúng không? Có nắm tay nhưng mà có... chưa bước đến cuối con đường. Có hung chưa? Hung má, hung trán. Thôi, vậy là cũng được rồi, cũng có hung rồi. Vậy thì em mong muốn em sẽ gặp một nửa của em với một cái tưởng tượng như thế nào? Dạ. Em muốn một người phụ nữ dung hòa, biết chia sẻ và sống tình cảm. Ngoại hình thì da trắng, cao 1m60. Da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun. Có không? Mình cao mét nhiêu nè? Dạ có 58 thôi. Thôi hai phân nhầm nhò. Không sao, gì đi giày thôi. Hai phân ta đi giày 7 phân. Da trắng là có trắng, trắng lắm em ơi. Đó. Rồi, em không thích điều gì ở phụ nữ? Em không thích là phụ nữ cứ cằn nhằn những việc nhỏ nhặt với lại nóng tính. Cái nóng tính thì có thể có hay không, nhưng cằn nhằn đó em có không muốn cũng không được đâu em. Muôn đời luôn đó, coi như là đó là bản ngã và bản năng muôn đời của chị em phụ nữ chúng tôi. Tính cách rồi. Trời ơi Linh. Bây giờ em nghe anh kia hát em cảm nhận thế nào? Dạ rất là hay, ấm áp ạ. Mà em cũng mê hát. Mê đúng mê không? Nghe hát. Nghe anh hát rất dạ. là ngọt ngào luôn á. Dạ. Em thích hát nhạc bolero không? Dạ thích. Em muốn mẫu hình lý tưởng như thế nào? Mẫu hình á thì về ngoại hình á thì cũng ưa nhìn, cao 1m65 trở lên. Ăn mặc gọn gàng sạch sẽ. Trời, tao thầy giáo là ngon lành rồi. Dạ còn về tính cách á thì là một người phải bản lĩnh, quyết đoán, có chí cầu tiến. Em có khoảng bao nhiêu phần trăm mà bạn gái đề ra? Dạ em có khoảng 70%. 70%? Dạ. Thôi bây giờ mình hỏi người thân đi nha. Nhà gái đi với ai? Dạ em đi với chị Diễm, với mấy anh chị đồng nghiệp. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào bạn trai. Chị là đồng nghiệp của Truyền. Chị với Truyền làm việc với nhau cũng mười mấy năm rồi, từ lúc Truyền ra trường và làm việc về công ty làm việc. Bạn trai bên đây thì chỉ qua một vài cái câu chuyện, cái lời nói thì mình cũng không thể nào đánh giá được. Tốt nhất là cho nhau cơ hội để tìm hiểu xem coi có hợp hay không. Nhìn sơ thì mình cũng thấy là thầy giáo thì nói chung là cũng nghiêm túc đấy. Chuyện thì nó rất là nghiêm túc trong công việc cũng như là trong tình cảm. Hy vọng là hai bạn cho nhau cơ hội để mà rồi. Tìm hiểu. Rồi, cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn. Rất Diễm. Chúc đi dài, chúc. Em đi với hai người em cũng là hai người học trò cũ của em. Cho em xin nói thêm một xíu về thầy của em. Thì thầy á, trong công việc á, thầy là một người rất là nhiệt huyết, rất là tận tâm đối với học trò của mình. Trong đời sống á, thì thầy là người sống rất là tình cảm. Nhận xét về chị gái á, thì em thấy chị rất là trẻ trung, rất là duyên dáng. Nói chung qua những gì chị chia sẻ thì em thấy là giữa chị và thầy là có những nét tương đồng. Em hy vọng là thầy và chị, hai người dành cho nhau một cơ hội để có thể tìm hiểu nhau, nếu được thì có thể tiến xa hơn. Rồi, cảm ơn học trò thầy Trúc. Mở rào. Anh xin tặng em món quà. Dạ, cảm ơn. Em cũng có quyển sách thôi. Cảm ơn. Rồi, bây giờ hai bạn đối thoại với nhau đi nào. Cảm nhận 30 mấy năm mình mới gặp nhau đó. Cho anh hỏi em làm bên công việc gì? Dạ em làm nhân viên văn phòng ạ. Anh thì ở Trà Vinh nhưng mà ở huyện Cầu Ngang. Có thể là thỉnh thoảng nửa tháng hoặc là một tháng mình gặp nhau một lần cũng được, nếu như mình chấp nhận. Cho em hỏi tí xíu nha, anh có mơ ước và dự định gì cho tương lai?
mơ ước của tương lai là anh kinh doanh, mở rộng thêm kinh doanh và làm nhiều sản phẩm âm nhạc nhiều hơn. Còn những lúc mà anh buồn vui hay rảnh rỗi, anh sẽ thường làm gì? Buồn vui anh thường nghe nhạc với xem phim. Và thỉnh thoảng là anh tìm trẻ con, anh vui đùa. Vậy là anh có thích trẻ con? Thích trẻ con, cho nên là cái tính của anh cũng rất trẻ con. Anh có thích môn thể thao nào không anh? Anh chỉ thích đi bộ với lại đạp xe đạp thôi. Dạ. Anh cảm nhận về em như thế nào? Anh nghĩ em rất dễ thương, trẻ trung so với lứa tuổi. Dạ, cảm ơn. Còn em cảm nhận thầy giáo thế nào? Nhìn có vẻ chững chạc. Chững chạc, chỉnh chu. Nhưng mà em nghĩ chắc có vẻ em và anh giống nhau là người sống chuyên về tình cảm rồi. Có vẻ là cũng ít nói. Em nếu mà mình tiến xa hơn thì em có chịu về quê với anh không? Dạ, trước hết thì em sẽ làm ở thành phố. Còn sau này để xem tình cảm giữa hai người như thế nào rồi. Có đủ lớn không? Không có đủ mà để em sẽ bỏ tất cả để mà đi theo anh về Trà Vinh. Anh đang sống với ai? Hiện giờ anh sống với mẹ già. Là nhà anh có mấy anh chị em? Nhà anh có tất cả 5 anh chị em. Nhưng mà anh ấp út nhưng mà ở với mẹ. Nếu mà quen nhau thì khoảng bao lâu anh sẽ tiến tới hôn nhân được? Thì tùy theo mức độ tình cảm của mình đến gần thì mình sẽ tính sớm. Mình không còn nhiều thời gian nữa đâu. Không, sớm đi. Cái người ta đi, người ta thích cái là cuối tháng không? Mà cuối năm người ta cưới liền đó. Dạ, 12 năm nữa cũng được. Anh Quyền Linh, 12 năm nữa, em 50 luôn. Em quyết định còn 50 hả? 2 năm nữa thôi. Dạ. Chúc tới nắm tay truyền ha, nắm hai tay truyền. Hát một bài nào đó nè, tình cảm lãng mạn, sướt mướt thử cô khóc. Em nghe không? Nói nè. Nếu được làm người tình, lạc vào mắt ai tơ, cho hồn bớt dài khờ. Nếu được làm người tình, đùa tóc trong chiều vắng, làm gió thoáng môi hôn. Ngàn vì sao trên trời, nhìn người yêu tôi cười, thẹn thùng thắm trên môi. Xin gió xa thôi đừng đùa làng xa tuyết trắng, làm đôi má thêm hồng. Trời ơi, hay quá. Anh nói là anh thấy em thế nào đó? Em nói với bạn đi. Dạ, anh thấy em rất dễ thương. Có phần sống tình cảm giống như anh. Anh cảm thấy là về tính cách của hai đứa mình thì anh thấy hợp rồi đó. Cái nơi làm việc thì cách xa, cái đó thì mình cũng phải tính toán lại như thế nào cho dạng đôi đường. Được rồi, các bạn về vị trí đi. Nào, hãy để tay mình nút bấm đi các bạn. Một người 37, một người 38. Sau 30 giây suy nghĩ và quyết định. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Không ai bấm cả. Chuyện suy nghĩ thế nào? Em cũng không biết nữa, và cảm nhận hay sao. Bản tính thì thường người ta nó sẽ trái nhau một chút. Nếu mà giống nhau quá thì em cũng không thích. Cả Trúc, hai cùng giống như tình cảm gì quá đó thì... Còn Trúc nghĩ gì mà em không bấm? Em tại vì hoàn cảnh gia đình của em đơn chiếc, em với mẹ già, người em cũng ít cơ hội được đi đây đi đó. Ở xa cũng ít cơ hội gặp được, xa mà cách lòng. Nếu mà Trúc cố gắng hơn chút xíu nữa thì em nghĩ không có xa đâu. Nếu thực sự hai người cứ lấy số điện thoại với nhau đi. Dạ. Làm bạn với nhau đi. Dạ. Anh thấy ở hai người hợp với nhau đó. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương.
gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Hệ thống cửa hàng Mori Italia tặng bộ quà quý ngương và voucher 2 triệu đồng mua sắm tại các cửa hàng trên toàn quốc. Mori Italia gồm các thương hiệu hàng đầu thế giới và gia dụng, nhà bếp, nội thất và thời trang và phụ kiện. Chúc tình cảm cặp đôi hạnh phúc bền vững nhé. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Chúc các bạn sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình nha. Mỗi người một hướng và sẽ đi tìm một nửa của mình.